Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay em ghé thăm gia đình của bé Pháp bệnh viêm màng não đó cả nhà ơi. Thì ngày hôm nay được sự giao duyên ủng hộ của cô Mai ở bên Mỹ mà lúc trước có tặng quà Tết cho gia đình của bé Pháp. Và hôm nay thì cô ủng hộ thêm 2 triệu rưỡi để cho gia đình ăn Tết một cái Tết ấm no hơn. Xin mời quý vị và các bạn cùng xem video clip ạ. Tại không cho cái bé ảnh này chắc cô không biết sao đó. Nó hay nó nhảm nhà hả cô? Muốn nói gì nói gì tinh trời vậy đất nói gì nói con ạ. Tại giờ chiều tối này nó cũng đâu nóng lắm đâu mà nó quậy vậy. Nói vậy đó quậy hoài tại vì nó bệnh trong người nó nóng được cho nên. Tại con biết sao không? Uống thuốc nhiều quá hay con. Dạ. Ngày nào cũng tội nghiệp nó quá trời uống thuốc. Uống thuốc mà khi đái đau luôn á, đau đã đái đau. Trời ơi, mới lạnh lên coi trời. Mới lạnh gì mà hô lạnh. Mà gió không mà hô lạnh. Mình không có mở mới lạnh đó nha. Im im. Kỳ ghê. Im. Nó có biết gì đâu. Chạy đi, chạy nó. Cái gì nhiều quá. Còn nghiệp lắm, gần Tết em phải làm cho nó vui á, nó biết gần Tết chứ bộ. Mua đồ giá đi. Em phải làm cho nó vui, cái em ra em mua cho nó. Trời ơi, nó nói hả, trên người nó tài sản là 100 triệu á. Mắc cười lắm, nó nói nó làm mất mấy trăm tỷ. Nó dạ. Nó nói gì nó nói. À, cô ơi, thì hồi bữa có cô Mai ở bên Mỹ tặng quà cho cô á. Thì một thùng Coca-Cola với lại một ký lạp xưởng với lại một hộp mứt. Thì sau khi xem clip đó thì cô Mai ở Mỹ cũng ủng hộ thêm cho cô 2 triệu rưỡi để cho cô lo Tết cho một cái Tết nó sum vầy. Cô cũng cảm ơn cô Mai ở bên Mỹ rất nhiều. Chúc cô Mai được dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài vạn sự như ý. Dạ. Thì bệnh của em Phát là đến nay là bao nhiêu tháng rồi cô? Dạ từ tháng 8 đến giờ anh. Từ tháng 8 đến nay là 4 tháng. Có 4 tháng. 4 tháng. Là lúc đó bắt đầu cũng tới dịch rồi đúng không? Đúng rồi. Đó bắt đầu tháng 8 là bắt đầu vô giãn cách đó, bắt đầu là vô. Vô luôn là hai cha con bệnh luôn á. Hai cha con nằm luôn, cha nằm đây con nằm kia. Rồi cha chết rồi. Giờ còn nó. Cô có thể kể sơ qua về bệnh tình của Phát từ lúc phát hiện tới giờ cũng như là chồng cô cũng vừa mới mất. Cái là đây ngồi chứ tắt mới lạnh tay trời. Trong dịch đó. Thì Phát nhát ra ông xã cô là bị ung thư xương. Xong ung thư phổi. Dạ. Rồi ông xã cô giờ đã mất rồi. Giờ nó thì bị não. Bị não hai con mắt nó mù sao? Không thấy đường với lại nó không đi được lại nó không đi lại được giống như trẻ sơ sinh người ta nằm chỗ còn yếu lắm không có đi được, cái chân đứng lên là nó đau lắm. Đứng lên là đi không được, bước từng con bước bước là nó không có đi được nữa. Dạ. Giờ cô phải nằm đây rồi cô phải thuốc men hàng ngày cho nó, bác sĩ kêu phải cho hàng ngày, hàng tháng, hàng lâu lắm. Nếu khoảng năm cũng khoảng 5 6 tháng, 7 tháng gì 10 tháng gì đó. Thì cảm thấy lần nào con mắt nó uống thuốc mà nhổ riết thì từ nó thấy được thì thôi. Bác sĩ này là phải tốn tiền thì cô cũng vẫn đi chạy chữa, cô cũng đi xem bon nào khác cho cháu đó. Thì bác sĩ nói là không có đuôi. Nhưng mà ráng phải chạy chữa cho cháu lâu lắm, lâu dài lắm. Dạ. Thuốc men rồi nhiều lắm nên cháu mới bớt được. Chứ giờ nếu mà không có chạy chữa thuốc men thì hàng ngày thì nhổ uống thì mắt cháu chặt không phải là nguy hiểm. Đó, cô khổ lắm. Là qua Tết là cô đi làm đúng không? Qua Tết cô đi làm rồi. Cô đi làm để kiếm tiền để cô điện nước đồ cô đóng rồi. Gạo thấp của cô mua cô ăn chứ nó đâu có tiền đâu. Cô ơi, bữa Tết đến giờ thì có chính quyền địa phương có hỗ trợ gạo hay là quà Tết gì cho cô không? Không, có cô cho quà, cô cho 5 cái gạo với lại quà đó. Dạ. Mì đồ người ta cho đó. Dạ. Vậy thôi, chứ tiền bạc thì không có. Dạ. Có quà thôi con. Hỗ trợ quà đồ gạo. Cô có được hộ nghèo hay cận nghèo gì không? Không, bên cô như là không có được. Dạ. Cô chỉ là nghèo thôi, chỉ là quá khó khăn thì nhưng mà mình cái nhà mình diện tích nó nhỏ như thế này đâu có hộ khẩu hay là hộ khẩu chung? Cô hộ khẩu của tạm trú tạm vắng nhưng mà cho nhà em ở chỉ là tạm trú tạm vắng thôi, đúng, nghĩa là người ta muốn cho người ta thích ta đuổi đi là đi đó. Là cái phần diện tích này có hộ cha mẹ để lại có chi không hay là thì mẹ nào? Cho cô cho chút vậy thôi, chị nói cho vậy thôi chứ là quà ra chị nói miệng thôi đúng không? Chứ không có giấy tờ gì chứ. Dạ. Chứ ở ngày nào năm nào hay năm đó thôi. Dạ.
Thì tính ra nhà cô ở về cũng chật, nhưng mà tính ra ở Sài Gòn được đỡ, nhà này cũng đỡ, đỡ nhiều. Chứ thuê còn trọ nữa. Mà cô thuê là cô chết nữa. Dạ. Nó bệnh như vậy mà cô thuê, không có tiền để nó ăn luôn á. Cô cũng nhờ con giúp đỡ cô từ đó giờ, từ bữa giờ lâu đó, cũng là cô lấy tiền đó, cô mua thuốc, cô men nè. Con giúp đỡ cô hình như cũng mấy chục triệu, là hơn 20 á. Dạ. Mấy 20 triệu gì đó, rồi cô lấy tiền đó, rồi ăn uống hàng ngày, rồi cô dẫn cháu đi khám bệnh, rồi mua thuốc men cho cháu thì mấy cô mình Quynh giúp đỡ cô thì cô đi dành cho cháu ăn, rồi đi chợ cháu ăn uống hàng ngày, rồi sáng ăn sáng, rồi ăn trưa tối, rồi thuốc men nữa. Yeah. Cô dẫn đi khám bệnh Sanborn nữa. Hãy bỏm bộ nó một khóc nay quá, cô kêu người ta lại tiền nước biển cho nó đó. Bữa yeah. Này cái năm cái chụp lại phải không, nó yếu đó. Này chắc bạn Phát chắc tăng chứ cũng 5-6 kg à? Dạ lên ký anh. Nhìn thấy có sức sống, cái bữa mình thấy ốm mà trơ xương luôn. Bé sợi dây này nó nói sợi dây nó là 30-40 triệu chúng tôi không có. Em với bọn quăng để cho nó vui anh hiểu không? Để cho tinh thần của nó làm nó có cái niềm nó vui. Nó suy nghĩ hoài ông ơi, nó buồn, nó biết mắt nó đuôi á. Yeah. Nó buồn lắm. Nó nói bởi vì em tạo niềm vui cho nếu, nó. Nếu mà mắt nó không hết nó chết. Nó đòi tự dặn. Yeah. Nó đòi cắn lưỡi chứ. Cứ nói đó, bởi thằng này nó đem mua dần giả đồ vô đây lung tung tung chân đe cho vui cho. Nhưng mà bây giờ với cái sự mập mạp của Phát như thế này có phải là như xưa không, hay là xưa nó mập hơn xíu nữa không? Mà xưa nó ốm lắm. Xưa ốm hơn xưa ốm không biết sao không, vô nước biển chiều đó. Đây dạ. Là lần đầu tiên nó mập chồng chị đó. Dạ. Chứ hồi đó giờ không biết sao tại vô nước biển nhiều cho nó quá đó, rồi nó phát lên chứ hồi đó nó. Dạ. Nó mổ ruột thừa nó cũng ốm lắm. Dạ, yeah, tại vì lúc đầu mà clip con quay là nó ốm cơ xương luôn mà. Dạ, cái lúc đó là nó không biết gì luôn á định. Dạ. Yeah. Không biết gì luôn, không biết đại ỉa, không biết kêu. Ăn nó cũng biết kêu, mà cho ăn thì ăn, không cho ăn thì thôi. Chứ nó không có biết kêu vậy. Dạ, biết hết trơn. Bây giờ thì nó biết kêu, mà nó cái nó nói con mắt con không biết đường. Nếu mà con không sáng nữa thì con đòi tư dặn chết. Thì nó nói thì con nói lại nó đâu có nghe đâu mà nói. Yeah. Nó muốn nói hay nói à. Giờ cô nói lại nó cũng có nghe được đâu, mà nếu mà con muốn nghe thì con phải vẽ lên như vậy nè. Đó, nó hiểu được. Cô ơi, bệnh tật của Phát, bệnh viêm màng não như thế này thì lâu lâu có bạn bè tới thăm không? Không có ai hết trơn. Có ai hết trơn, mấy bạn bè nào thăm nó hết trơn. Dạ. Có mấy mẹ con tôi thủi vậy, không có ai. Chứ là hồi xưa cô không có bạn tới thăm nó hả? Nó chơi lắm. Nó đi chơi lắm. Nó không phải chơi bạn bè nhiều. Nó nhà không mà. Nó nhà không mà, đi làm hồi đó xưa là ba phụ quán cà phê đó. Yeah. Rồi đi làm về nhà ngoài ra nó không có chơi nhiều. Yeah. Nó không có bạn nhiều, nó được vậy đó. Yeah. Con không tin con hỏi sớm thôi. Thôi qua mẹ chơi lại nó là không... Phát đang tiểu đó hả? Tiểu. Dạ, chưa. Dạ. Nó tiểu hoài con. Ủa sao mới tiểu và tiểu nữa chưa? Rồi, được 5 phút nó muốn bị thận vậy đó. Thận nó yếu quá. Chơi lại rồi che rồi chưa trong xã che rồi. Cô cứ ngồi đó là được rồi, đâu thấy rồi. Đừng có né qua nó lại, người ta quay chúng rồi. Nó muốn nói gì đó nó nói con ơi, mà nó tiểu hoài một đêm. Dạ. Thằng này á ngủ không được với nó đâu. Dạ. Nó tiểu hoài đừng cho uống nước nhiều. Uống nước nhiều thì nó lại mất sức. Dạ. Bác sĩ nó phải cho uống nước nhiều. Nó bị thận á. Rồi ngày mai cô phải kêu người xuống để cho thử máu nó coi thằng nó bị như thế nào. Dạ. Rồi để người ta cho mua thuốc cho nó uống. Dạ. Chứ để nó vậy hoài tội nghiệp nó. Dạ thưa nha. Nó hôm qua con đưa thì cô cũng đi mua thuốc men cho nó hết trơn. Dạ. Để lo cho nàng uống. Trời ơi, cô chỉ mong cho cháu đôi mắt sáng lại là cô mừng. Ngày nào mà nó chưa sáng là cô khóc hoài. Lúc nào buồn cô gồm tới chú, buồn rồi gặp tới nó. Mà năm ngoái hai con đâu có nín nổi gì đâu. Mới bịch đây nè. Trời ơi, con lúc trước lên thứ ba nó còn thê thảm. Yeah. Ông nằm bị tội lắm kìa, ông ướm. Yeah. Xương đây nè, con biết lồi lên nè. Yeah. Ồ, mà ai giờ thấy cũng đau khổ. Nó nằm trước này, ba nó nằm chỗ này. Rồi ai lại thấy cũng đau khổ, hai người chứ ta lại người ta thương. Bạn bè cô lại thăm á, ta cho sữa, cho đồ. Yeah. Cho nó uống. Chứ cô cũng xin này, ăn gì cô cho ăn hết. Giờ cái cổ nó nhúc nhích lên được chưa? Được rồi, đỡ. Được hả? Đỡ. Nhưng mà không có nhiều thôi, quay lại được. Vậy hả? À, lúc trước là cứng đơ luôn hả? Quay lại coi. Bây giờ cũng có sự tiến triển. Dạ, nhớ nè, nhờ nè, chớ này nè, giang dạ tưởng giang thiệt không à, vui.
nó có tinh thần vui, nó đỡ hơn nhiều. Thấy nó nói ơi, chắc hồi chưa bệnh chắc nó cũng ngựa lắm hả? Ngựa không Tâm? Tao nói gì vậy? Nó phải ngoại không? Ngoại chết rồi. Nó lung tung rồi con ơi. Nó phải ngoại không? Hỏi ngoại cần gì? Cái chân của con đi lại đứng rồi. Tao nói gì nè? Nghe nói bà ngoại cho con chân đi lại được, mặt con sáng. Nó đang cầu, nó đang giá ngoại đó. Giá ngoại đó. Cho con đi lại chân được, mắt con đi thấy sáng là được. Nhưng mà bà ngoại còn không? Chết rồi. Nó biết chết chưa? Biết rồi, biết. Biết làm sao nó... Nó biết ngoại chết. Từ lúc nó mắt còn tỉnh mà. Ngoại chết lâu rồi, chết nay mấy năm rồi. Dạ. Coi như ngoại nội đồ chết hết, nó còn gì. Dạ. Bên nội, bên chồng cũng chết hết trơn. Ba chồng, mẹ chồng, chết hết không còn ai nữa. Nó thủi mấy mày con vậy thôi. Tội nghiệp lắm. Cái giá cho trả con mắt con, cho sáng con mắt con, đừng đuôi con mắt con. Ba Phật ơi, mẹ ơi trả. Nhưng mà giờ lỡ mà phát bớt con mắt rồi, nhưng mà chân cổ đi không được sao? Thì nó thấy được thì là em sẽ dẫn nó đi bệnh viện tập, lý trị liệu. Cho nó, bác sĩ nó phải cho đi tập cho nó. Đi lý trị liệu á. Nhưng mà bây giờ nó phải thấy đường mới dẫn nó đi được, chứ nó không thấy đường giờ tập vật lý trị liệu cũng vô cũng vậy à. Nó đâu có thấy đường đâu mà tập. Thấy không? Còn nếu như trường hợp phát bất bệnh thì Tâm sẽ làm công việc gì? Nếu nó bất bệnh thì em đi làm lại, em đi làm nhà hàng món ăn Nhật á, Takihago gì đó. Phục vụ hay là hay làm bếp? Em phục vụ món ăn Nhật nhà hàng Takihago á. Lão hả? Dạ, lẩu rồi món ăn nhầm mấy món ăn kia chi hả đó. Hay là gì mấy món tôi sống á à. Đó là em đi làm phục vụ hồi đó làm tháng được nhiêu tiền? Em làm 5 triệu à. 5 triệu em làm có 1 buổi à. Dạ. Gì hả? Còn làm ca gãy thì nhiều tiền hơn, nhưng mà em không có thời gian để làm. Mình trong nhớ chừng nào biết thằng nào nó phục khi nào thằng này nó thấy đường em mới đi làm lại, còn không thì em cứ coi nó vậy không coi rồi mẹ đi làm. Giờ một nhà trong 2 vợ 1 con đi. Dạ. Cô phải đi làm chứ thằng này nó chăm nó được. Còn cô chăm không nổi hả? Chăm nổi. Cô dứt lưng lắm, cô bị gai cuộc sống mà. Trời ơi, chăm nó cực lắm anh ơi, cực hơn gì luôn. Cô bị gai cuộc sống mà cô bị huyết áp mà cô bị khớp nữa. Ban ngày không nói ban đêm kìa. Ban đêm không ngủ được nó là mất sức lắm. Dạ. Nó tiểu hoài à. Tiểu lắc tiểu lắc tiểu không ngủ được nó. Ban đêm không ngủ được nó đâu. Tại đêm nào em cũng thức tới sáng cho không ngủ được đâu. Cô bị huyết áp mà cô không ngủ được là thôi cô thua luôn á. Nó cứ mất tiểu hoài liên tục. Thì cô phải gắng đi làm chứ, 4 triệu triệu gì cũng phải gắng đi làm đi. Dạ. để nuôi nó hàng ngày đi sống. Kệ nó, như cô biết lãnh 4 5 triệu đó không có đủ đâu. Dạ. Lãnh ra là xong hết trơn à. Dạ. Cô mượn trước ăn sao cô trả sạch hết không còn. Nếu mà còn thấy điện nước rồi đủ thứ tiền nữa. Dạ. Rồi chợ búa rồi ăn hàng ngày rồi gạo thóc còn chưa tính á, đủ thứ đó. Làm sao con mình có xây nổi. Dạ. Dạ, với số tiền 2,5 triệu của cô Mai ở Mỹ gửi tặng thêm cho cô á, thì cô cũng sắm sửa đồ Tết rồi mua đồ ăn ngon ngon cho Phát cũng như là Tâm ăn nha cô nha. Dạ, rồi, cảm ơn cô. Dạ. Cô năm mới thì con cũng chúc cho gia đình cô hạnh phúc và chúc cho bé Phát nhanh hết bệnh để phụ cô trong việc gia đình cũng như là tài chính để cho cô có cuộc sống ổn hơn nha. Dạ, rồi, cảm ơn con nhiều. Cảm ơn cô Mai bên Mỹ rồi. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Tết thì cô có đi làm gì không cô, hay là chờ qua Tết trường học? Cô qua Tết ra trường học mới khai trương, cô mới đi làm lại. Trường học gọi cho mẹ em rồi đó. Thì là 14 ở dưới mới đi làm. 14-2 hả? Dạ, 14 ở dưới á. Lại đi làm lại. Rồi nghe trường học gọi cũng mừng. Thì cô 5 giờ cô đi làm tới 5 giờ rưỡi, cô đi làm tới 5 giờ chiều mới về. 5 rưỡi sáng làm tới 5 rưỡi chiều. Đúng rồi, 5 giờ chiều mới về hả? Chiều mới về. Bố mẹ đi làm, mẹ em đi làm thì mỗi tháng tiền nhà này nọ cũng đỡ hơn. Mà cô làm bên đó tháng nhiêu tiền? Lương cô có 4 triệu à. Rồi từ từ lên được 4,2 triệu, sắp sửa lên cái tiền dịch nghỉ. 4 triệu mà làm từ thứ 2 đến thứ 6 hả? Hay từ 2 đến thứ 7? Từ 2 tới thứ 7. Để dịch nghỉ. Rồi cho mình được cái bảo hiểm khám bệnh. Dạ. Tại nhờ đó cô ăn cơm trong đó, cho ăn cơm buổi cơm cũng đỡ. Dạ. Về là tự túc buổi chiều ăn. Trời, làm một tháng mà có 4 triệu bạc à trời. Thì đó, một năm là lên một lần, một năm lên 200. Tức là một tháng 4 triệu. Cô mới làm đây cũng ở năm nè. Là một năm làm được có 48 triệu. Dạ. Là làm vậy hơn là mình cũng có được cái nhà nhỏ này để ở. Cuộc sống không ơi, trời. Cuộc sống.
chê còn đó. Bạn em ở nhà thì em lo cho nó đó, giờ này ở nhà suốt rồi đó, nó đi nhà này chứ em đâu có đi làm được đâu, đi tại người hai người phải có một người ở nhà, không may coi nó không may chọn một mặt học chăm sóc nó cực lắm mình ơi, trời đái hỉa cực lắm, đái hỉa tả rồi không dạ. Nó tả đó, mua tả liên tục đó, giờ tả đó, tả liên tục, tả rồi với ướt với khô rồi. Trừ khi nó thấy đường lại thì nó mới tự sinh hoạt nó thì mình đỡ cực. Khổ lắm. Hồi bữa mới phát bệnh gì con quên này. Viêm màng não. Viêm màng não hả? Thấy viêm màng não hồi bữa nó có cái bạn nào đó thì có 1-2 tháng thì thấy bạn cũng bớt hết ta. Dạ. Coi hát lô tô gì đó. Cái đó là nó điều trị kịp thời. Còn thằng này là trong mùa dịch. Thằng này chỉ lâu dài. Trong mùa dịch. Cho nên lúc đó dẫn đi bệnh viện thì bệnh viện điều trị Covid không à, ưu tiên cho Covid. Yeah. Cho nên cứ kêu đưa về không, bởi vì nhỏ bị nặng gì đó. Chứ nếu mà không có dịch Covid là đưa nó vô... Đã nó hết rồi. Là khổ. Nó điều trị được rồi. Nó tại vì con mắt nó, bác sĩ nó phải lâu dài. Bữa cô khám, nó chỉ bắt gì con mắt. Xuống đó. Bệnh viện mắt hả? Viện mắt trên bôi. Bữa em đưa nó xuống bệnh viện mắt đó. Nhưng mà bệnh viện mắt nói sao? Thì bệnh viện mắt nói là mắt của nó cứ nhỏ thuốc rồi cứ nhỏ thuốc rồi là mấy đó được cho chai thuốc anh nghe đó, mấy chai nhỏ đó mấy thằng trời là với nó lại sẽ, thuốc uống đó. Là nó sẽ thấy đường lại đó, hết chai đó lát cô phải đi mua cái chai này kìa, cái chai trắng cho nó thuốc nó dạ. Kìa cái chai trắng ha, Tâm đưa hai cái chai con cho anh coi đó, đưa khám bệnh cho anh coi kìa. Cái giờ nó vui lắm, đi gán trời cầu xin trời cho nó có mắt sáng để gì hoài tội nó. Để nằm hoài đâu có biết bệnh gì. Dạ. Đó, con phải khám vậy bác sĩ. Như vậy đó, chai thuốc kìa, đưa cho anh coi, hết chai trắng luôn phải được. Đó, khỏi đi con. Đó. Cái chai xíu vậy mà gần cái 100.000 đó, ngon ngày 200 đó đó. 100-200.000. Dạ. Rồi thuốc ngày nào phải uống. Dạ. Thuốc nạ não. Rồi thuốc trị bệnh. Dạ. Một hộp con biết riêng 12.000. Đó, một ngày nào cũng phải uống. Thuốc dừng lại cái não nó ổn định thì thôi. Con Thành Quân cho cô cũng đi dành tiền với này cho thuốc men cho nó tấp nập vô. Dạ. Cho nó ăn cho nó uống vô, chứ để bệnh như này mà cho nó không ăn thì nó không thể nào lại sức được. Dạ đúng đó. Rồi ăn cho nó có sức, cái chân nó đi không có được. Giờ kéo chân con coi thử sao rồi nè, đứng lên nè là đi không được, cái chân nó nè khổ ghê đó. Dạ. Nói cái chân nó nè, giờ thấy có da thịt nó, da thịt nè. Thấy không, lần đầu tiên con xuống thấy nó ghê lắm xương không cô. Dạ. Đó ngày cho ăn dữ lắm, nhờ cho nó ăn uống vậy đó. Khuya ban đêm cũng phải cho ăn nữa. Đâu giờ không? Nó ngủ giờ khuya nó thức hả? Muốn thức thức hả? Nó muốn thức muốn ngủ à. Mình thức có dạy có hoài không? Hay kêu cái này kêu cái kia không? Trời khi nó nhảm, nói. Đó nè, hồi nãy em cho anh coi cái nó nhảm. Là lúc này tự nhiên nó nhảm mà. Dạ. Thì lúc kinh trước nó đâu có đâu. Đồng kinh á. Lúc trước đâu có đâu, lúc này nó nhảm kỳ. Từ khi dẫn đi bệnh viện mắt đến giờ đó là bắt đầu nó nhảm đó. Để đi bệnh viện mắt mình đi xe cứu thương là bao nhiêu tiền? Ở bên dạ. Năm đi xe cứu thương là 1.000.000 à. Rồi về. Đi về luôn hả? Không, dạ. Con về con về taxi. Bận về thì em đi em gọi xe mà gấp, em gọi gấp bay á. Gọi gấp bay đưa về. Đưa trả vô chổng cho nằm cho nó, trời ơi đỡ mát quá, mát quá. Vô chổng nó có băng ca thì cũng đỡ em. Dạ. Mình gọi xe gấp bay á thì mình đẩy băng ca ra, mình bồng em bồng nó lên xe rồi xong mình đẩy băng ca vô trả cho bệnh viện. Cực lắm, một lần dẫn đi bệnh viện cực lăm, trời ơi chăng thăng luôn á con. Mà hên cái bác sĩ để ở trước cửa nhà thư chỗ nghe khám mắt á, bác sĩ hai bác sĩ ra luôn. Không dạ. Tại vì đâu có băng ca dài quá đâu vô được trong cái bệnh viện. Ví dụ cái phòng nó đây thì cho nằm ngang vậy nè. Ra khám tại chỗ. Ra khám luôn. Ra khám tại chỗ trước phòng khám. Dạ. Cái chích bắn là đông lắm. Đông lắm mà nó được ưu tiên. Nó là được ưu tiên tại vì nó nằm sao. Có vô nghẹt người luôn á. Vô đó mà không được ưu tiên chắc không biết khi nào mới xong. Đông lắm. Tại hết mùa hết giãn cách nè. Đâu có ai nằm giống nó đâu. Có mình nó là nó nằm nó đuôi cái đường. Còn bao nhiêu người ta chỉ mắt sáng như mình ta đi lại tái khám không. Dạ. Còn nó thì cứ nằm băng ca đẩy đi. Rồi cô thấy bác sĩ ra bắn cái gì mắt nó. Bỗng cô nó thử gì, test gì? Test Covid. À tôi biết nó mới được vô. Cô đi test Covid mới được cho vô đó. Dạ. Hai mẹ con hết người cái triệu bạc rồi đó. Nó mới cho vô bệnh viện á chứ nó đâu cho vô đâu. Bởi vì đi cả vấn đề mà cô cũng mong tới đó bác sĩ nói cứu chữa được, cô mừng quá trời cô. Tức là con mắt là bác sĩ nói là cứu chữa được hả? Cứu chữa được. Nhưng mình lâu dài. Lâu dài. Có nghe cứ nhỏ mắt hoài. Uống thuốc tư niên lâu dài cứ nhỏ hoài vậy đó. Em hỏi khi nào nó thấy bác sĩ nó hơi lâu mấy tháng. Nhưng mà phải tốn tiền thuốc tuần men đó cô đó. Nó giờ phải đi mua tấp nập thuốc cho nó nhỏ.
rồi cô mừng cô gái con tìm Phật tối ngày vậy đó. Bởi vì cô mong gì Tết nhất cô cũng mong người buồn lắm. Cô chỉ sao trời thương nên cho nó, đôi mắt nó sáng lại là cô mừng rồi. Hôm qua hôm kia nó nói em mà không thấy đường lại là em từ giờ tử em chết rồi. Nó nói gì đó. Muốn nhảm. Nó nói thôi đừng. Nó buồn nó tiệt nó tại vì nó lúc nó không biết gì thì không sao. Bây giờ nó ý thức được chút xíu rồi. Thì nó buồn. Nó nói ha, thứ sống mà nghĩ coi em sống mà không có cặp mắt không thấy đường là sao em sống. Chắc ha qua một đợt thuốc này mà em không thấy đường lại chắc em tìm cách em chết. Cái đợt thấy bà ngoại, thấy thằng bậy bạ. Tại giờ lúc dẫn đi bệnh viện mắt nó biết mà. Nó dẫn đi bệnh viện, ủa đi bệnh viện mắt hả, chịu mắt hả? Rồi lúc về nó ủa bác sĩ nó làm sao anh? Rồi nó hỏi lung tung. Thế em muốn gì thì em vẽ tay nó nè. Dạ. Muốn gì là anh cầm cái tay nó anh biết. Viết, anh viết ra chữ là nó biết. Bác sĩ nó làm sao anh, nó hỏi lung tung. Rồi nó đi khám mắt cái nó mừng. Nó cho đi. Dạ. Rồi cô này lôi này xuống nhờ cái anh thằng cháu sớm này, nó lôi xuống phụ chứ đâu phô nổi. Cái cậu đâu? Cậu ai đâu, cái thằng này nó thằng chồng không có gà đâu. Nó có gà rồi con ơi. Trời ơi, cô đây là tự xử, hai mẹ con tự xử. Này chết nơi ai không ai giúp đâu. Ngoài ấy này. Nó mà có lôi mà mạnh ai bên đây cũng vậy. Nó phải khi nó xuống nó phụ kéo đỡ. Cô bắt kêu cô chú ở sớm đó. Dạ. Kéo nó ra giùm xuống giùm. Đâu cô đâu lọ nổi. Trời ơi, xong rồi đưa nó lên, con biết nó thở, nó mệt. Nó nằm nó xỉu. Dạ. Nó yếu quá, cái chân đi không có được. Bởi cái cô với thằng này cũng gán. Nó đòi ăn gì, uống gì, cô cũng nuôi cho nó ăn để tấp bổ vô, để cho nó cứ sức. Trời, nó ăn mà không kêu, nó ăn mà không có cho nó đi là chết đó. Tại vì nó không có thấy đường, nó đâu có biết là mình có tiền hay không. Dạ. Nó kêu là phải mua. Bộ nhiều lúc đó, nó kêu, lúc đó đang kẹt không có tiền, mà em là mẹ phải chạy, muốn chết luôn. Là phải mua cho mình được cái món đó cho nó không hỏi la làng. Tại vì nó không có thấy đường, nó đâu có biết hoàn cảnh mình sao. Nó đâu có biết mình có tiền hay không. Thì cô nãy thì có cô... Cô Thủy hay cô gì? Cô Mai, cô Mai. Cô Mai. Nãy thì có cô Mai ủng hộ 1 triệu với một thùng coca với là 1 ký lạp xưởng với một bịch mứt á. Dạ. Thì cũng Mai. Năm mới cũng chúc cho gia đình cô sức khỏe và em Phát mau chống bệnh nha con. Mau nhìn thấy lại. Cô cũng chúc cho cô Mai ở bệnh cũng sức khỏe rồi giàu được gặp nhiều may mắn.